Theo báo cáo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2017, trong năm qua, tình hình thời tiết ở huyện Đơn Dương diễn biến hết sức phức tạp. Ngay đầu mùa mưa đã xảy ra mưa đá và sét đánh xảy ra ở xã Bró, làm chết 2 người, bị thương 3 người. Cuối năm, hồ Đa Nhiêm xả lũ với lưu lượng lớn nhất lên đến 800 mét khối giây, đã làm thiệt hại trên 812 hecta rau thương phẩm của bà con nông dân. Ngoài ra còn có một số trường học bị tốc mái, đổ tường. Toàn huyện có 20 căn nhà bị ngập nước. Bên cạnh đó, lũ còn cuốn trôi nhiều hệ thống nước tưới, máy bơm cùng nhiều phương tiện dụng cụ sản xuất, làm hư hỏng 3,7 hecta nhà lưới, 8 hecta đất. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 48 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, huyện đã hỗ trợ khắc phục và làm mới các công trình trên 6 tỷ đồng. Các đoàn thể ủng hộ 203 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 37 tỷ đồng. Khắc phục hậu quả lũ lụt. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2017, huyện Đơn Dương tập trung thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai, gắn với tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức về hậu quả của thiên tai để chủ động phòng tránh. Chiều hôm qua 11 tháng 4, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xuất hiện một cơn mưa dông lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ, kèm theo mưa đá tại một số vị trí. Trận mưa đá trên diện rộng, hạt đá to đã làm hư hại nhiều diện tích rau hoa trong ngoài trời, như gãy thân.